Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thêm một âm mưu ám sát ông Trump bị triệt phá Ngày 9 tháng 11 VOA tiếng Việt đưa tin Mỹ triệt phá mạng lưới do Iran chỉ đạo âm mưu ám sát ông Trump VOA cho hay theo các tài liệu của tòa án các điệp viên Iran đã tìm cách ám sát tổng thống đắc cử Donald Trump chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ hôm 5 tháng 11 và sẵn sàng tiến hành các âm mưu khác chống lại những người chỉ trích chế độ Iran, cũng như các mục tiêu cấp cao để thực hiện âm mưu này. Hình ảnh bài trên VOA Những tiết lộ trong các tài liệu được công bố hôm 8 tháng 11 chống lại các nghi phạm trong một âm mưu giết người thuê không liên quan, bắt nguồn từ một loạt các cuộc trò chuyện giữa nghi can cầm đầu Fashad Shakiri, 51 tuổi, và FBI. Theo đó, các tài liệu chỉ ra rằng Shakiri nói rằng ông ta đang ở Tehran vào thời điểm các cuộc trò chuyện diễn ra, đã đồng ý nói chuyện với FBI để được giảm án tù cho một tù nhân giấu tên tại Hoa Kỳ. VOA cho biết ông Sakari nói với các đặc vụ rằng một quan chức của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC đã tiếp cận ông ta vào giữa cuối tháng 9, yêu cầu ông ta gác lại âm mưu giết một nhà báo và nhà bất đồng chính kiến người Iran ở New York, thay vào đó là truy sát ông Trump. Ông Shakari cho biết thêm, ông được yêu cầu cung cấp một kế hoạch trong vòng 7 ngày và khi ông nói rằng việc nhắm mục tiêu vào ông Trump sẽ tốn kém, viên chức IRGC nói với ông rằng: "Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền rồi, tiền không phải là vấn đề." Hình ảnh tân tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông cũng nói với FBI rằng nếu không xây dựng một kế hoạch trong khung thời gian 7 ngày, viên chức IRGC đã lên kế hoạch đợi đến sau cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Lý do là ông Trump sẽ thua và việc giết ông ta sẽ dễ dàng hơn. Theo VOA, âm mưu chống lại ông Trump lần này chỉ là hành động mới nhất trong số những gì các quan chức Hoa Kỳ mô tả là những nỗ lực trắng trợn của Tehran nhằm giết cựu tổng thống Hoa Kỳ và tổng thống tương lai để trả đũa cho cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào năm 2020 ở Baghdad giết chết ông Qasem Soleimani, thủ lĩnh lực lượng Qaeda của IRGC. Vào tháng 8, các quan chức Hoa Kỳ đã buộc tội một người đàn ông Pakistan, Asif Merchant, người đã đến Hoa Kỳ nhiều tháng trước đó thay mặt cho Iran để tìm kiếm sát thủ giết ông Trump và những người khác.VOA cũng cho hay, các quan chức Hoa Kỳ đặc biệt lo ngại về việc Iran liên tục sử dụng các băng đảng tội phạm và những người khác để thực hiện âm mưu trên đất Mỹ. Các tài liệu của tòa án cáo buộc ông Shakiri, một công dân Afghanistan, nhập cư vào Hoa Kỳ khi còn nhỏ. Các tài liệu cho biết ông Shakiri đã bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ vào năm 2008 sau khi đã ngồi tù 14 năm vì tội cướp. Nhưng họ nói thêm rằng trong thời gian ngồi tù, ông Shakiri đã xây dựng một mạng lưới đồng phạm và sau đó sẽ sử dụng để thực hiện các lệnh của Iran. Theo các công tố viên, một trong những đồng phạm đó đã làm việc với Shakiri cho đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ để giết nhà báo Mashi Alinejad của VOA, bàn tiếng Ba Tư. Đồng phạm của Shakiri, Khalid Riveva, 49 tuổi, sau đó đã nhờ một trong những người quen của mình là Jonathan mươi 36 tuổi, thực hiện vụ tấn công để nhận số tiền là 100.000 đô la. Cả Riveva và Holt đều đã bị bắt vào ngày 7 tháng 11 vẫn theo VOA, Shakari, Riverva và Lothorn bị buộc tội giết người thuê, âm mưu giết người thuê và âm mưu rửa tiền. Các tội danh này có mức án tù tối đa từ 10 đến 20 năm. Ông Shakiri cũng bị buộc tội cung cấp và âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài. VOA nhắc lại, tháng trước các công tố viên Hoa Kỳ đã buộc tội một quan chức cấp cao của IRGC liên quan đến một nỗ lực ám sát bất thành nhắm vào cô Chad vào năm 2022. Những điều ông Trump hứa thực hiện sau khi thắng cử Ngày 8 tháng 11, BBC Tiếng Việt cho hay Donald Trump hứa làm 7 điều này trên cương vị tổng thống. Theo BBC, sau chiến thắng, ông Donald Trump tuyên bố sẽ hành động để thực hiện các lời hứa về vấn đề người nhập cư, nền kinh tế và cuộc chiến ở Ukraine. Hình ảnh bài trên BBC BBC cho biết bảy việc mà ông trump hứa sẽ làm bao gồm thứ nhất trục xuất người nhập cư không giấy tờ trong quá trình tranh cử ông trump đã hứa thực hiện các cuộc trục xuất người nhập cư không giấy tờ lớn nhất trong lịch sử nước mỹ và cam kết hoàn thành việc xây dựng bức tường biên giới với mexico các chuyên gia nói với BBC rằng những cuộc trục xuất quy mô lớn như trump đã hứa sẽ đối mặt với các thách thức pháp lý và hậu cần rất lớn có thể sẽ làm chậm sự tăng trưởng kinh tế thứ hai các bước đi về kinh tế thuế và thuế nhập khẩu dữ liệu tham dự ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu cho thấy nền kinh tế là vấn đề chính đối với cử tri trump đã hứa sẽ chấm dứt lạm phát nhưng quyền lực của tổng thống trong việc tác động trực tiếp đến giá cả là có hạn ông cũng đã hứa sẽ cắt giảm thuế toàn diện, miễn thuế thu nhập từ tiền boa, bãi bỏ thuế đối với các khoản thanh toán an sinh xã hội và cắt giảm thuế doanh nghiệp. Ông đề xuất mức thuế mới ít nhất là 10% đối với hầu hết các hàng hóa nước ngoài để cắt giảm thâm hụt thương mại. Ông cho biết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc có thể phải chịu mức thuế bổ sung 60%. Một số nhà kinh tế đã cảnh báo rằng những động thái như vậy có thể đẩy giá cả lên cao hình ảnh tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thứ ba, ân xá tù nhân vụ bạo loạn ở đội Capitol. Trump đã nói rằng ông sẽ trả tự do cho một số người bị kết tội trong cuộc bạo loạn ở Washington DC vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 khi những người ủng hộ ông xông vào tòa nhà quốc hội để ngăn chặn chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông tiếp tục nói rằng nhiều người trong số họ bị giam giữ oan mặc dù đã thừa nhận rằng một số người có lẽ đã mất kiểm soát. Thứ tư, sa thải công tố viên đặc biệt Jack Smith. Trump đã thề sẽ sa thải công tố viên kỳ cựu, dẫn đầu hai cuộc điều tra hình sự nhằm vào ông trong vòng 2 giây sau khi nhậm chức. Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã truy tố ông về những nỗ lực bị cáo buộc nhằm lật ngược cuộc bầu cử vào năm 2020 và về việc ông bị cáo buộc đã sai phạm trong việc xử lý, lưu trữ các tài liệu mật trump phủ nhận mọi hành vi sai trái và đã ngăn chặn cả hai vụ án đưa ra xét xử trước cuộc bầu cử trump sẽ trở lại nhà trắng với tư cách là tổng thống đầu tiên bị kết án hình sự sau khi bị kết tội tại new york vì làm giả hồ sơ kinh doanh thứ năm chấm dứt chiến tranh ukraine trump đã chỉ trích việc mỹ chi hàng chục tỷ đô la để hỗ trợ ukraine trong cuộc chiến chống lại nga và cam kết sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ thông qua một thỏa thuận đàm phán. Trump còn kêu gọi đồng minh Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở giải Gaza. Ông cũng cam kết chấm dứt bạo lực liên quan ở Lebanon mà không đưa ra chi tiết cụ thể. Hình ảnh Tổng thống Ukraine và Donald Trump. Thứ sáu không cấm phá thai. Trái với mong muốn của một số người ủng hộ ông, Trump sẽ không ký luật cấm phá thai toàn quốc. Trump thường nói rằng các bang nên được tự do quyết định luật phá thai của riêng mình. Nhưng ông gặp khó khăn trong việc duy trì một thông điệp nhất quán về vấn đề này. Thứ bảy, cắt giảm các quy định về khí hậu. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu, Trump đã hủy bỏ hàng trăm biện pháp bảo vệ môi trường và biến nước Mỹ trở thành quốc gia đầu tiên rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Lần này, ông cam kết tăng sản lượng nhiên liệu hóa thạch của Mỹ, tuyên bố sẽ khoan, khoan, khoan ngay từ những ngày đầu thay vì ủng hộ các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng gió, ông muốn mở cửa các khu vực như vùng hoang dã Bắc Cực cho hoạt động khoan dầu điều mà ông cho rằng sẽ giúp giảm chi phí năng lượng, mặc dù các nhà phân tích vẫn còn hoài nghi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d với bản tin những điều ông Trump hứa thực hiện sau khi thắng cử. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.